Xin kính chào tất cả quý anh em đã đến với DH Audio. Trong chương trình hôm nay thì có là một cái chương trình video rất là đặc biệt. Rất đặc biệt là vì tôi có sẽ bán một số các cái đồ bãi Nhật giá cực kỳ rẻ luôn cho anh em về chơi. Cả những con này đều tôi bán thanh lý với giá cực kỳ rất là rẻ. Đầu tiên thì ta sẽ đến con táp táp đài. Con này thì của Technic M250 khá là nổi tiếng rồi. Thì về hình thức của nó rất là đẹp luôn, vuông cành chắc cạnh đấy, về cơ bản như thế này là rất là đẹp rồi. Cái núm phần lây này thì nó có một cái chút hơi rỉ rỉ một chút đấy, tuy nhiên vẫn rất là đẹp. Cái đầu M250 này thì tôi lấy của Thành Audio với giá là 5,2 triệu đấy, về để làm cảnh trong cái Tết vừa rồi. Chứ mà không hiểu sao hôm nay tôi khi khởi động nguồn lên, cái dây loa của nó không hoạt động, thì gọi ra cho Thành Audio thì bảo là cái này do bị đứt dây loa, chỉ cần thay là ok đấy, để nó hoạt động lên ok hết. Nhưng mà nó không quay cái chỗ này, còn tua lại thì bình thường vì nó không hoạt động được, cho nên là chỉ cần lên mặt lá mà nó không quay là nó sẽ tự động nó sẽ tốt ngay. Cho cái bằng vào đây. Tua ok đấy, tua lại ok, ghép còn lại ok, về làm nghề ok đấy, chỉ có còn lên phát là nó không quay đấy, nó sẽ ngắt. Thế nên là vì nó không quay đất chơi loa rồi, có khả năng như thế thì nó sẽ quay một lát là nó không được thôi. Thì cái giá mà khi tôi lấy về là 5,2 triệu, họ miễn ship đấy, phải trưng bày rất là đẹp luôn. Đấy, phía sau thì lát nữa tôi sẽ quay lại cho anh em xem. Thì nếu mà anh em nào mà lấy về mà đi thay được chế của loa này, con này tôi để cho giá 3,5 triệu đấy, 3,5 triệu, anh em có thể chuyển khoản cho tôi. Tôi sẽ nhắn vào Zalo hoặc là vào tin nhắn của tôi sẽ gửi số tài khoản cho anh em. Mà nếu mà cái con này về làm bộ sưu tập của nó rất là đẹp luôn, nó mới rất là đẹp luôn, chỉ có các cái núm mà nó còn sáng lắm, rất là đẹp, chỉ có cái nút này nó hơi có ra một chút thế này thôi. Ở đây là phía sau này đấy, nói chung là rất là mới luôn, rất là đẹp đấy. Về cơ bản là con này được tuyệt vời, chỉ có vấn đề là chúng ta thay, tôi cũng chưa tháo ra đâu. Con này nó tự nhiên trong cái đợt vừa rồi nó lạnh nhá, hôm nay thì lấy ra để thử một cái thì tự nhiên cái nó không quay được, thì gọi ra cho anh Thành Audio thì bảo là cái này là có khả năng là do bị đứt dây loa thôi, thay vào là ok, nó là xong thôi, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo là một cái đồng chí của âm ly đề nông mà bên MA3913 mà. Con này rất là đẹp, con này tôi lấy của anh Sơn Audio Bình Dương đấy. Thì con này tôi lấy đúng 3,7 triệu về để trưng bày làm cảnh trong cái đợt vừa rồi. Là tôi lấy con này là 3,7 triệu là bởi vì hình thức của nó rất là đẹp, rất là mới. Đấy. Hình thức nó là mặt nhôm thôi, con này thì không cần phải giới thiệu nhiều. Hình thức đây, khởi động lên thì nó sáng lên điện 100V. Đây, các nút hoạt động đều ok hết, không vấn đề gì cả. Nó mới như mới luôn. Đấy. Các cái núm chỉnh bát chét của nó, volume đều rất là đẹp. Cái núm Selecto này con tí thế này. Còn đầu trình rất là đẹp luôn, anh em nhìn có thể rõ. Rất là đẹp luôn. Đây, các cái mặt phê tên nó còn bóng loáng luôn, như mỹ tinh luôn đấy. Rất là đẹp. Các cái núm đều rất là sáng choang. Thì cái con này là khi tôi lấy về là 3,7 triệu, thì hôm nay thì tôi để rẻ lại cho anh em là 2,9 triệu mà chơi. Phải nói là cực kỳ rất là giá rất là mềm và rẻ luôn cho anh em chơi luôn. Chỉ có một tí sớt ở cái phần selecto này thôi, không đáng kể. Còn lại rất là đẹp từ cái chân như thế thôi, đẹp như mới như bút hộp đó. Tại đây là các cái núm phía mặt sau, cọc loa cho đến tất cả đều nó như mới luôn. Đấy, rất là đẹp, các cái chân của nó còn sáng bóng loáng luôn. Rất là đẹp, thì con này rất là phù hợp cho anh em nào mà muốn ưa cái độ đẹp của nó thì con này ok. Giá cực kỳ mềm. Với anh em thử chơi, điện 100V anh em nhé. Đấy, cọc loa cho đến cái gì nhìn rất là đẹp, sáng loáng loáng luôn. Có số seri ở đây, 022 đầy đủ hết. Ở tại đây thì có cái con đầu Pioneer BD-M760. Con này chạy 6 đĩa CD đây. Và phải nói nó ăn đĩa cực nhanh luôn.
ăn đĩa được nhanh 6 CD. Đấy, chúng ta có thể cho 6 đĩa CD vào đây. Phải nói là nó đớp đĩa cực nhanh của Pioneer. Đây, có chích 1 ở đây. Vào đây nó quay ngay lập tức, đĩa lồng trắng, lồng xanh, lồng vàng chi đều ăn hết. Đĩa copy, đĩa sao chép chi ăn hết. Chích 1, chích 2. Nó sẽ tự động chuyển đĩa này. Đấy. Nói chung là đầu này thì ok. Chứ mà ở phía trên này thì có một tí xước này. Đấy, ở phía mép này thì nó cũng bị có một tí trầy. À, về hình thức thì ok, tạm được. Nói chung là còn mặt trước rất là đẹp. Mặt trước còn rất là đẹp. Thì con này tôi vẫn để cho 2.8. Đấy.